Kính bạch thầy, con có nghe câu ghét người khác là uống thuốc độc nhưng lại muốn người khác chết. Con thấy đúng và rất muốn học hỏi. Tuy nhiên, khi con cố gắng bỏ đi việc ghét người khác thì người ta lại tiếp tục làm những việc khiến con thấy đáng ghét. Vậy thưa thầy, con có cách nào giải quyết được không ạ? Thực ra đó, khi mà người ta làm cái việc gì đó mà mình không vừa ý á, mà bây giờ mình cố gắng tu tập rồi nhưng mà họ vẫn làm, và bây giờ mình vẫn, thực ra đến khi họ làm mình vẫn chưa vừa ý như vậy á, chứng tỏ rằng là cái mà chưa đạt được cái mà không đồng tâm trước cái sai lầm của người khác. Người ta có nói cái câu là đừng có lấy cái sai lầm của người khác để hành hạ chính mình. Nhiều khi mình bất mạng là bởi vì cái người đó làm không đúng như ý mình. Nhưng mà bây giờ làm đúng hay không đúng theo ý mình thì cái quan trọng là tâm mình có thật sự an hay không. Cái tâm an á, là nó do hai yếu tố. Một á, là thấy rõ vấn đề. Nhờ thấy rõ vấn đề cho nên mình mới tâm mình mới không có suy nghĩ lo lắng gì. Hay là mình không có bực tức gì. Hai á, là cái đó là thuộc về trí tuệ. Còn một phần á, là do mình cái tâm mình nó yên, cái tâm mình nó đủ chánh niệm tỉnh giác. Khi tâm mình nó đủ chánh niệm tỉnh giác á, thì cái tâm nó yên. Thành ra nó phải có hai mặt, một mặt là thấy rõ vấn đề, một mặt là tâm mình yên. Và cái sự tu tập á, là cái đỉnh cao của sự tu tập á, cũng chừng đó thôi. Lúc đầu mình tu tập á, cũng là để cho làm sao mà tâm mình an, để cho thấy rõ vấn đề. Rồi cho đến cái cuối cùng của sự tu tập á, cũng là tâm bình an và thấy rõ vấn đề. Chừng đó thôi. Nhưng mà ở cái độ ví dụ như tâm mình bình an 10% và cái thấy rõ vấn đề 10%, nhưng mà rồi ấy, dần dần mình nó thành 20%, 30% như vậy, cho nên gọi là cái độ tròn vẹn, cái độ tròn vẹn của cái rõ biết đó. Thì có hai cái từ gọi là tròn vẹn rõ biết. Tròn vẹn rõ biết thì hệ tròn vẹn ít thì cũng rõ biết ít, tròn vẹn nhiều thì rõ biết nhiều, đại khái là vậy. Vì vậy cho nên là mình cứ tiếp tục tròn vẹn rõ biết thôi. Còn cái chuyện đối tượng á, thì người ta thay đổi không thay đổi không quan trọng, mà quan trọng là mình có tròn vẹn rõ biết hay không thôi. Đó. Cho bây giờ mình cố tu tập để làm sao để cho cái đối tượng họ tốt lên thì không được. Đó. Ví dụ như ông Angulima, ông phải ông Đề Bà Đạt Đa đó, là ông cứ hại Phật. Nhưng mà bây giờ vấn đề là Đức Phật tâm ngài có bình an và tâm ngài có sáng suốt hay không thôi. Chứ còn không thể là ông, cho dù là Đức Phật thì ngài cũng không thể làm cho cái ông Đề Bà Đạt Đa đó ông trở nên tốt được. Thì ông tốt hay không tốt cũng không cần biết, bởi vì nhiều khi á, mình thì mình nói là ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật nhưng mà trên thực tế đó, thì biết đâu trong sự vận hành của pháp á, phải đưa một cái người giống như Đề Bà Đạt Đa tới để giúp Đức Phật là hoàn thành cái sự giác ngộ của ngài. Đơn giản là vậy thôi. Do đó bây giờ là mình cứ
chuyển hóa tâm mình, chứ không không đừng có nghĩ là chuyển hóa cái người khác. Do đó có câu là mình sinh ra để mà không phải để mà thay đổi cái đối tượng, thay đổi thế gian, thay đổi hoàn cảnh, mà chính cái hoàn cảnh, chính cái đối tượng đó giúp thay đổi chính mình. Thì khi mà mình thấy được cái hướng đó đó thì nó sẽ rất là tốt, sẽ dễ dàng hơn là mình cứ lo điều chỉnh mình thôi, còn cái đối tượng là không quan trọng. Cũng giống như Phật tử vừa rồi trình pháp á, đó, ông chồng ông sao là chuyện của ông á, bây giờ mình lo giữ cái tâm của mình thôi. Nhưng mà khi tâm mình nó bình an á, khi tâm mình nó bình an rồi, đầu tiên là mình thấy không còn vấn đề. Khi tâm mình không có vấn đề thì khi mình nhìn lại vấn đề nó cũng nhẹ nhàng hơn. Tức là cái nhìn của mình thấy vấn đề nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là bắt đối tượng phải nhẹ nhàng hơn. Mà đối tượng có nhẹ nhàng hay không cũng không sao, miễn là mình tâm mình nhẹ nhàng hơn là được. Xin thầy cho con hỏi, ở một thời điểm nào đó mà tất cả mọi người đều hiểu lầm mình, cho rằng mình cố chấp, mình không nên làm vậy, mình không đúng, thì mình nên nghe theo họ hay là nên làm theo trái tim của mình thôi thúc ạ? Tức là có người họ phê bình mình á, họ phê bình mình á, thì khi mà có người phê bình á thì mình cũng không hẳn là phải theo họ, mà cũng không hẳn là mình gạt bỏ họ ra, mà phải xem tức là họ nói có đúng hay không. Nếu như họ nói đúng thì mình phải sửa, còn nếu họ nói không đúng thì mình không sửa. Nếu mà họ không đúng thì mình vẫn cứ làm đúng theo mình thôi. Nhưng mà cũng có trường hợp, cũng có nhiều trường hợp, bởi vì cái này không có một công thức nào nhất định cả, mà đòi hỏi mình cái mình phải sáng suốt để mà làm sao mà cho nó thích ứng được cái hoàn cảnh. Thế còn không có một cái công thức nào để mà đưa ra nhất định là phải thế nào. Bởi vì á, có thể có rất nhiều trường hợp, có trường hợp mình phải làm theo họ, có trường hợp mình không làm theo họ. Có khi họ đúng, có họ đúng thì mình làm theo họ rồi. Nhưng có khi họ sai mình cũng phải làm theo họ. Tức là nó khó nói lắm, bởi vì cái đó nó tùy mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Đó. Ở trong những cái hoàn cảnh mà mình phải làm theo, bởi vì ví dụ trước một cái quyền lực, trước một cái gì đó mình không làm theo không được, thì phải chịu thôi. Đó. Nhưng mà cái bây giờ bình thường á, thì nếu người ta nói đúng thì mình xem xét mình lại để mà sửa chữa. Còn nếu như mà họ sai đó, thì mình cứ làm theo cách của mình, nhưng mà cũng đừng có để cho, nhưng giả sử cái người đó là người thân của mình hay là trong cái mối quan hệ gần gũi nào đó mà mình không làm theo, thì mình cũng phải có một cái cách nào đó để cho cái đối tượng là họ hiểu được vấn đề. Cho nên nó có rất nhiều cái cách để ứng xử, cho nên nó không có một cách ứng xử nào nhất định. Dạ thưa thầy, làm sao để giảm bớt những chất độc có sẵn trong tâm mình, như sự ấm ức, sự không thỏa mãn, sự thiếu thốn, khi mình đã cố gắng sống trong chánh niệm nhưng chưa thể làm được? Con xin biết ơn thầy ạ. Vấn đề không phải là làm được hay không làm được. Mình thường hay là quá quan trọng đến cái hiệu quả.
Thì cái hiệu quả nó phải có thời gian. Ví dụ bây giờ mình bị bệnh thì mình uống thuốc, nhưng mà uống thuốc thì nó phải có thời gian để nó lành bệnh, chứ không phải là hệ uống thuốc cái là phải lành liền. Thì cái gì cũng vậy, nó phải có cái thời gian. Do đó đó, mình cứ phải chánh niệm tỉnh giác, mình phải tròn vẹn rõ biết đó. Để mà thấy ra vấn đề. Chứ còn á, mình đừng có vội là nói. Dạ sử như nhiều người cứ hay nói với thầy là con chánh niệm tỉnh giác mà sao chưa tới cái kết quả gì hết. Cái kết quả là nó từ đến. Còn bây giờ mình cứ làm thôi đó. Cái kết quả là nó có cái trình tự vận hành của nó, chứ không phải là nó theo ý mình. Bạch sư ông, con nghe sư ông giảng là có duyên, có mệnh mới xuất gia được. Làm thế nào để mình xác định được duyên, mệnh hay tử vi của mình là nên sống tại gia hay xuất gia à? Cái này cũng cũng khó mà xác định được là như thế nào. Tuy nhiên á, một cái người xuất gia theo theo cái nhìn riêng của bản thân thầy ấy, tức là cái trải nghiệm riêng của bản thân thầy ấy, thì thầy thấy là khi mà mình có cái ý xuất gia đó thì rõ ràng là hầu như mọi việc mà ở đời á là mình không không thích mấy, mọi cái địa vị danh vọng hay là tài sản hay là cái gì đó ở đời á, là những cái đó mình không không hứng thú lắm đó. Ví dụ như ai nói đến chuyện là làm ăn sao để cho nó được thì mình không hứng thú à, hay là ai nói cái gì mà nó thuộc về tài tình danh lợi ở đời á, thì cái người mà cái tâm xuất gia là không hứng thú với chuyện đó. Nhưng mà cũng phải xem là có thật sự không hứng thú là bởi vì vì trong đó mình có một là cái nhân duyên mình gieo đâu nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ tự nhiên mình thấy ra điều đó. Thành ra khi mà mình thấy là cái đời sống xuất gia đó, cái đời sống mà tự giác hay là cái đời sống mà độc cư đó mà dễ dàng á, sao cũng được á, thì cái người đó có cái duyên xuất gia. Đây là thầy nói thầy á, đây là thầy nói bản thân thầy á rồi, chứ còn người khác thì không biết sao. Tức là thầy tất cả cái nhân duyên từ nhỏ đến lớn là giúp thầy là ở đâu cũng được, ở với ai cũng được, sống sao cũng được, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, không quan tâm đến chuyện đó. Mà cái đó thì rất hợp với là người tu. Trong khi đó có một vị sư, ông xuất gia ở đâu không biết, ông đến đây để ông xin ở đây để tu, để thầy nhận. Thì khi nhận vô rồi á, ông mới đi coi. Ông đi coi rồi ông cứ nói phòng này không đủ tiền nghi. Phòng này ông mình thấy là mình làm như vậy là đã quá quá sức rồi. Quý vị ở đây thấy là những cái nhà mà làm cho chư tăng như vậy là đã quá rồi. Cái hồi xưa chư tăng người ta ở trong rừng ấy, mà bây giờ mình nhà gốc liêu đầy đủ tiền nghi như vậy mà vẫn chưa thấy đủ tiền nghi. Như vậy là cái người này chắc chắn là không phải là đúng với cái người xuất gia rồi. Cái người xuất gia là phải sao không được ấy, chịu sao không được mới được. Khi đói khi nó giống như cái thầy mà khi đi lập cái chùa Huyền Không ấy, cũng như khi lập chùa Viên Không ấy, không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn uống cái gì, có gì ăn nấy thôi chứ không đòi hỏi cái gì cả. Ở thì cũng đâu có chỗ nào mà ở
Ở thì là che lều lều tranh hoặc là lều bạt gì đó để mà ở, chứ cũng không có nghĩ đến cái chuyện là phải thế này phải thế kia gì cả. Cho nên cái người mà tu đó là cái người sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi thử thách, thì cái người đó là cái người mới thật sự là có thể xuất gia mà thành công được. Còn nếu mà cũng có người xuất gia vô để mà tiến thân theo cái cung đường mà tu tu hành, có thể thấy bây giờ tu hành nó là được lời để lộc, người ta dâng cúng học hành rồi có bằng có cấp rồi này kia, rồi làm chức vụ này chức vụ nọ, có khi người ta đi theo cái cung đường đó. Nhưng mà nếu mà đây là mình nói không phải xuất gia hay không xuất gia, mà theo thầy là tu được hay không tu được thì đúng hơn. Bởi vì bây giờ đó, cái xuất gia với không xuất gia nó không còn ý nghĩa như thời Đức Phật nữa rồi. Mà xuất gia bây giờ là giống như là một cách sống thôi. Đó là một cách sống thôi, một cách sống ở chùa hay là cách sống ở nhà, cách sống có lập gia đình hay không lập gia đình vậy thôi. Chứ không phải là cái, còn bây giờ nói là cái sự cách biệt ở giữa xuất gia với không xuất gia là không có nhiều lắm. Đó. Còn bây giờ mình nói là tu được hay không tu được, mà tu được theo cách tại gia hay là theo cách xuất gia thì cái đó là đúng hơn. Tức là người nào thì mới là tu được theo cách xuất gia, mà người nào thì lại cần tu trong trong tại gia thì thành công hơn. Hiện nay có một cái điều là những cái pháp mà thầy giảng này, thì đa phần cái người tại gia đó họ nhận ra rất là nhanh. Tại vì sao? Là vì họ trải nghiệm thực, họ sống thực, họ có khổ, họ có những cái mà khi thầy nói ra cái họ thấy đúng hết đó, và khi họ ứng dụng một cái thì họ thấy là giải quyết được liền. Có những người họ đang bế tắc nhưng mà họ ứng dụng cái pháp thầy nói một cái là họ có hiệu quả liền, cho nên họ lại thành công hơn. Trong lúc đó, đó những người xuất gia cứ nói là cái này có đúng cái kinh không cái đã. Có người nói rằng là thầy nói mấy cái này nó có tiếng Pali không cái đã, mà thầy thì thầy nói cái thật thôi chứ đâu có đâu cần gì phải nói đúng tiếng Pali. Cho nên họ bị kẹt ở trong cái ngôn từ, họ bị kẹt trong kinh điển, họ bị kẹt trong những cái pháp môn thì họ không thấy thắt được sự thật. Trong khi một người không bị kẹt đâu cả lại thấy thật sự thật là bởi vì họ đang trải nghiệm trường đó, mà thầy lại nói đúng cái trải nghiệm đó thì làm sao họ không hiểu được. Vì vậy bây giờ chưa chắc là xuất gia hay tại gia là ai giác ngộ mau hơn, mà rõ ràng là phải đúng cách. Cho nên mình nói là đúng cách là vậy. Nếu người xuất gia đúng cách thì họ sẽ thành công, còn nếu xuất gia không đúng cách thì thậm chí là có tồi thêm nữa là khác. Thầy cũng thường khuyến khích các đệ tử của thầy là phải thận trọng, phải thận trọng, cho đừng có vội tưởng là mình có nhiều, vì cứ mặc cái y vô rồi một cái, mặc cái y vô rồi một cái là tưởng mình là thầy thiên hạ rồi á. Chỉ có khoác cái y thôi thì cũng giống như mới đóng kịch vậy thôi chứ đâu có gì đâu, đóng một cái vai gì đó thôi chứ chưa phải là thật sự là tu hành giác ngộ giải thoát chứ. Cho nên đó là vấn đề không phải là xuất gia hay tại gia, mà vấn đề là mình cứ ở trong cái hoàn cảnh của mình cứ tu hành cho đúng cái đã. Nếu khi mình tu hành đúng á thì tự động pháp nó sẽ chuyển, pháp nó sẽ chuyển, chứ không phải là hoàn toàn là theo ý mình. Cũng như thầy vậy á, thầy là cũng thấy là do pháp chuyển rất là rõ ràng, tức là cái điều kiện nó đưa đến nó đẩy mình là phải vào là tu. Đấy là cái con đường của mình là tu thì nó sẽ đẩy. Mà bây giờ thầy nhìn lại đó, là từ khi mới sinh ra ở trong cái điều kiện khó khăn như thế nào,
thì chính những cái điều kiện đó nó đã là huấn, chứ là cái bằng rèn luyện cho mình. Mình không có rèn luyện mà chính pháp rèn luyện cho mình ngay từ nhỏ, từ những cái khó khăn lúc mới sinh ra, sống trong cái hoàn cảnh chiến tranh rồi thiếu thốn rồi như thế nào, thì té ra những cái đó là pháp đều chuẩn bị cho mình sẵn hết, chuẩn bị cho mình sẵn để khi mình xuất gia là nó dễ dàng như không vậy. Xuất gia vô thì nói cho ở đâu ở đó, chứ đâu có nói như bây giờ cái vị sư mà tới rồi nói để trên đây không cho hiểu nghi, không đủ tiền nghi thôi đi để đi tìm chỗ nào có tiền nghi cái đã. Mà trong khi đó thầy thì khi vô xuất gia là ông thầy biểu ở đâu là ở đó thôi, chứ không có lựa chọn gì hết. Đó, thành ra là mỗi người sẽ tự biết là mình hợp với xuất gia hay không xuất gia, chứ không ai định cho mình được chuyện đó cả. Mà hợp hay không hợp á, là do khi mình ở tại gia thì mình tiến bộ hơn trong việc tu tập, hay là ở xuất gia thì tiến bộ hơn trong việc tu tập, là mọi người phải tự nhận ra cái điều đó. Người mình thương yêu đến với mình thì là do duyên nghiệp của mình hay là do tác ý của mình ạ? Làm thế nào để chọn được bạn đồng tu khi sống ở tại gia? Con xin cảm ơn sư ông. Không nên chọn. Có khi mình lấy một cái người mà là khác cái tư tưởng tôn giáo, khác cái pháp hành chẳng hạn, có khi vậy mình giúp mình tiến bộ hơn chứ. Chẳng nhất thiết là phải là cái người đó phải đồng hành với mình mới được. Không quan trọng chuyện đó. Nhiều khi những cái khác biệt đó chính là những cái thử thách để mà mình hiểu rõ mình hơn. Đó. Tất cả, thầy cho nên thầy mới nói rằng là tất cả mọi cái hoàn cảnh mà đến với mình á, dù là được bất cần bài vui khổ gì hết, thì đều là những yếu tố để giúp mình giác ngộ hết á. Cho nên nó thực ra là mình không thể chọn lựa. Mà đôi lúc á, mình chọn lựa thì lại là đúng với sự kêu bằng tạm thời mình dùng một cái từ mà là an bài của cái nhân quả duyên nghiệp. Rồi mình tưởng là mình chọn. Thầy thường hay kể cái chuyện ngài Chakupala đó, ngài không chọn cái tu kiểu gì mà ngài này chọn cái tu mà để mua bắt. Ngài chọn cái tu là muốn mau chứng ngộ đó, thì ngài mới là không ngủ đó, để mà tu cho nó nhiều thời gian cho nhanh để mà giác ngộ. Cho nên ngài không ngủ luôn. Ngài ngủ một thời gian á, thì khi mà ngài vừa chứng ngộ A-la-hán á, thì ngài cũng mù mắt luôn. Thì mình mới nghiệm cái câu chuyện này hết là cũng lạ. Bởi vì khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài nói là Chakupala đó là kiếp trước là làm thầy thuốc, làm thầy thuốc, mà đặc biệt là thuốc chữa mắt. Ông chữa mắt rất là giỏi. Thì có một người đó bị mù, thì đến xin chữa. Thì khi mà cái người đó bởi vì muốn thấy cho nên nó mới là điều kiện gì cũng được, thì người đó mới phát nguyện là thầy, bởi vì hồi xưa là không có trả tiền bạc rồi này kia giống như bây giờ, mà hồi xưa là giống như ai có gạo thì đem biếu gạo cho thầy, ai có nếp là có đầu rồi gì đó thì cứ đem tới biếu cho thầy thôi. Thì cái bà này thì bà có lẽ bà không có gì, cho nên bà nói là nếu mà bà lành thì bà sẽ là ở bà phục vụ cho thầy thuốc đó suốt đời. Nhưng mà khi bà lành rồi cái bà thấy rồi, cái bà thích quá, cái bà đi mất. Thì vì thầy thuốc đó mới nói là chưa đâu, đó là mới sáng vậy thôi, nhưng mà phải
nhọ thêm một lần nữa thì nó mới sáng hẳn. Gạt cái bà đó như vậy, cái bà đó bà trở lại bà về thầy thuốc đó nhọ một cái cho bà mù mắt luôn. Tức là bà không chịu làm theo lời hứa cho nên cho bà mù mắt trở lại. Thì bây giờ không chọn tu kiểu gì mà lại chọn tu phát nguyện tu rồi đàng hoàng chứ. Thì mình tự đâu là phát nguyện đó là oai lắm nhé. Nhưng mà phát nguyện để cuối cùng đưa tới cái là bị mù mắt. Vậy thì cũng chưa chắc là mình đã phát nguyện đâu. Có cái người đó đó, có một cái cô đó đó, cô có hai người yêu cô. Khi cô học trong một cái lớp đó, thì có hai anh chàng cùng học trong lớp đó, là yêu cô. Mà cô mới chọn một người. Cô mới chọn một người. Thì chọn tất nhiên là đúng theo mình rồi. Chọn tất nhiên mình thấy mình thích người nào mình mới chọn người đó chứ. Khi chọn cái người đó rồi cả, thì á, coi như là cuộc hôn nhân đó coi như cực kỳ đau khổ. Mấy chục năm sau á, thì mới gặp lại cái anh kia. Thì anh kia là một gia đình rất hạnh phúc. Anh kia sống rất đàng hoàng và gia đình rất hạnh phúc. Vậy thì cái việc chọn đó là đúng hay sai? Bây giờ mình nói đúng cũng không được mà nói sai cũng không được. Mình nói đúng thì sao, chọn đúng thì sao, bây giờ là chịu khổ. Còn chọn sai á, chọn sai đó thì sao mà đúng với nhân quả được. Nhưng mà sau đó chị mới nói là, chị nói cái này thì đúng nè, chị nói là sau khi mà con thấy ra cái điều này rồi á, nhưng mà chúng nhờ cái khổ đó đó con mới đi tìm đạo, cho nên con mới là học đạo. Rồi bây giờ con nghe pháp của thầy hàng ngày, và lúc đó đó, lúc mà chị bắt đầu nghe pháp á, là lúc đó chị đau khổ lắm. Thì khi mà chị nghe pháp rồi á, chị vẫn bình thường, tức là chị vẫn đối xử với ông chồng đó rất là tốt, mặc dù ông chồng đó rất xấu nhưng mà chị vẫn đối xử rất tốt. Là chị thay đổi được con người của mình. Như vậy thì chị mới nói là như vậy là con cũng thấy vui, mặc dù là mình chọn sai theo cái nghĩa là mình chọn không đúng như mình nghĩ, nhưng mà lại nhờ như vậy mình mới học đạo được. Chưa chắc mình chọn đúng thì nó lại đã tốt hơn. Vì vậy trên đời này bây giờ mình nói là mình chọn hay đó là pháp đưa đẩy thì khó mà nói. Không phải là mình chọn mà là pháp đưa đẩy. Ví dụ bây giờ thầy chọn đi tu. Nếu mà thầy chọn đi tu thì tại sao trong tự vi lại nói là thầy là người đi tu? Thì đâu phải chọn. Tức là cái chuyện đó nó giống như là đã an bài trước rồi chứ đâu phải chọn. Do đó nó mới có một cái thuyết, người ta quan sát những cái việc như vậy nên có những cái thuyết người ta gọi là thuyết tắc đền. Hay là cái thuyết là kêu bằng cái gì? Tức là mọi sự đã an bài trước. Rồi vâng, người ta nghĩ ra rằng là có một cái vị nào đó, thượng đế hay là ai đó tạo hóa đó, đứng sắp đặt tất cả mọi chuyện đó. Nhưng mà thực ra thì tất cả những cái đó là một phần á, là sự vận hành của pháp, và một phần á, là do cái nhận thức và hành vi của mình mà tạo ra. Cho nên nó phải đi theo một cái hướng mà hướng đó là cũng là nhất định. Nó không phải tất định nhưng mà nó cũng nhất định bởi vì mọi người sinh ra đó thì Đức Phật ngài cũng nói rằng là mọi người sinh ra là có một sinh nghiệp. Thì sinh nghiệp là gì? Sinh nghiệp là từ sinh ra cho đến chết nó phải trải qua một cái đời sống như vậy thì gọi là sinh nghiệp. Tuy nhiên cái khác biệt là chỗ này, một người qua sinh nghiệp đó
lại tạo tác sai lầm, hay là một người qua sinh nghiệp đó lại giác ngộ, thì cái đó lại là một phần khác, chứ không phải là, cho nên không phải là hoàn toàn cái sinh nghiệp là mình phải chịu hoàn toàn, mà là qua cái sinh nghiệp đó mình có cái thái độ như thế nào để mình giác ngộ hay là không giác ngộ, hay là đưa đến phiền não khổ đau thêm, thì cái đó là do cái thái độ của mình. Còn cái mà nó nói định sẵn cũng đúng. Thí dụ như bây giờ mình có một cái hạt mít, mình muốn trồng mít, cái mình lấy một cái hạt mít mình gieo, thì bây giờ cái hạt mít này đó là nó có cái muối nằm muối mít là vàng hay là muối mít trắng, thì nó là tất định rồi. Tất định trong cái cây mít đó, tất cả nó đã có trong cái yếu tố của cái hạt mít đó. Cho nên khi mình gieo cái hạt mít đó thì nhất định nó sẽ ra cái mít dừa, chứ không phải là ra mít nghệ. Quê thầy ấy thì gọi cái mít mà nó ra trắng là mít dừa, còn ra vàng là mít nghệ. Thì nó mít vàng hay mít nghệ đó là gần như nó định sẵn rồi, định sẵn trong cái hạt mít đó rồi. Đó. Thì bây giờ đó, khi mình sinh ra đó là mình phải trải qua cái sinh nghiệp đó. Tuy nhiên cái thái độ của mình học hỏi được gì trong cái thái độ của mình đối với cái sinh nghiệp đó đó mới là vấn đề, chứ không phải là sinh nghiệp gì. Tất cả sinh nghiệp, dù là giàu nghèo, được mất hơn thua gì đó, cũng đều bình đẳng hết. Bình đẳng là bình đẳng trên sự giác ngộ. Ví dụ như người đó nghèo nhưng lại giác ngộ, người kia giàu nhưng mà lại sa đọa. Chẳng phải nói là hệ giàu mới giác ngộ, còn nghèo là sa đọa, không phải vậy. Mình nói là giàu là có phước, còn nghèo là vô phước, không phải. Mà nghèo nhưng mà lại là có thái độ đúng đắn thì mới là phước, còn giàu mà thái độ không đúng đắn là tội. Chẳng phải là giàu là phước mà nghèo là tội. Mà cho nên cái sinh nghiệp của mọi người á, sinh nghiệp bây giờ thầy lấy lại ví dụ này, sinh nghiệp của người này là ổi, sinh nghiệp của người kia là cam, sinh nghiệp của người kia là xoài, sinh nghiệp của người nọ là mít. Thì khi mà đã mít thì phải mít thôi, khi đã xoài thì phải xoài thôi, khi cam thì phải cam thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ cái thái độ của mình á, mình là mít, nhưng mà cái thái độ của mình lại học được từ cái mít đó ra bài học giác ngộ, thì người đó thành công. Còn nếu mà qua cái mít đó mà mình cứ muốn thành xoài, mình cứ muốn thành bưởi, mình cứ muốn lung tung hết trơn á, thì cuối cùng mình cũng không hoàn thành được cái bài học giác ngộ của mình, mà mình chỉ mơ mộng thôi. Đó là cái thành đấy, vẫn là mít hay là vẫn là xoài, nhưng mà có giác ngộ được hay không giác ngộ được lại là tùy thái độ, nhận thức và hành vi của mình. Đó. Con kính thưa sư ông, theo như con hiểu về duyên sinh thì vạn vật được hình thành do sự tương tác của nhiều nguyên nhân khác nhau. Vừa rồi có một vị gửi cho con một trích dẫn của Lão Tử: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vậy xin sư ông cho con hỏi là nên hiểu sao về trích dẫn này để không mâu thuẫn với lý duyên sinh ạ? Con xin cảm ơn. Thật ra lý duyên sinh chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật là lý duyên sinh đấy. Tức là bây giờ mình phải nói cụ thể thì mới được, chứ mình nói kiểu không không thì mình khó hiểu. Bây giờ mình nói cụ thể, thí dụ như mình, nếu mà cái tâm mình mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì gọi là thái cực, tức là không có sinh gì cả, gọi là tâm bất sinh. Giống như là thiền sư Ban Kê gọi đó là tâm bất sinh, mà Đức Phật ngài cũng gọi cái tâm đó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đó. Tức là cái tâm đó nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng vậy thôi.
Nhưng bây giờ nếu mình sinh khởi lên một cái tâm, khi mình sinh khởi lên một cái tâm thì nhất là sinh nhị liền. À, cho nên nhiều người hỏi tại sao mà con khởi lên một cái ý nghĩ thì nó có một cái ý nghĩ khác, nó đối nghịch lại. Ví dụ như mình nói là hồi bữa nay mình nghỉ lễ cho nên mình đi du lịch, thì liền có một cái ý nghĩ khác là thôi bây giờ tiết kiệm tiền để mà mình sửa nhà. Đó, nó luôn luôn nó như vậy. Tức là nó sinh ra cái ý nghĩ này thì nó sẽ có một cái ý nghĩ khác kèm theo. Nếu một cái ý nghĩ nào nó mạnh á thì nó sẽ đi theo cái hướng đó. Bây giờ vì thích đi du lịch quá cho nên thôi, để lần sau mình tiết kiệm tiền sau rồi mình sửa nhà sau cũng được, bây giờ đi du lịch cái đã. Thì cái ý du lịch đó, nó sẽ mạnh hơn. Nhưng đến khi đi du lịch rồi cái thì cái ý kia nó lại mạnh lại. Phải chứ hồi đó mình đứng đi du lịch thì bây giờ mình đã có tiền sửa nhà rồi. Thì dù vậy. Tức là nó cứ, nhưng mà cái hai này nó có cái hay đó. Mà hệ mà đã hai rồi á, hệ đã hai rồi thì có một sự tương tác giữa hai á thì nó thành ba. Đó, thì đó là nói đơn giản thôi. Còn nói phức tạp hơn chút xíu nữa là thái cực sinh lượng nghi sinh tứ tường sinh bát quái sinh 64 tướng khác nhau, tướng trạng khác nhau. Đó. Và từ cái 64 tướng trạng khác nhau đó nó lại trùng trùng dương khởi với nhau, nó lại sinh ra muôn loài vạn vật và nó biến hóa vô cùng. Cái nào cũng biến hóa hết đó. Ví dụ như từ một cái hạt ổi, nhưng mà nó biến hóa thành ra một cây ổi thật là lớn. Cho nên không có dừng lại chỗ nào cả. Cho nên nó cứ chuyển biến. Thì cái mà cứ, cái đó gọi là sinh sinh chi vị dịch. Tức là nó cứ sinh ra là nó, rồi nó biến chuyển, nó cứ làm liên tục như vậy. Thì theo pháp á, thì luôn luôn là có hai mặt, một mặt là tánh, một mặt là tướng. Không bỏ tướng đi được mà cũng không bỏ tánh đi được. Thì cái người giác ngộ đó là thấy rõ tướng như thế nào, tánh như thế nào. Chứ cũng không phải bỏ tướng để theo tánh, mà cũng không phải bỏ tánh để theo tướng, mà là phải thấy rõ cái tánh và tướng của mỗi pháp. Đó, cái đó là cái người giác ngộ là như vậy. Cho người giác ngộ không phải là bỏ hết tất cả cái tướng rồi mới để mà trù vào trong cái tánh không á, là cũng không được. Đó, mà thấy rõ tướng thì như thế nào, cái gì thì là tục đế, cái gì là chân đế, thì cái người giác ngộ là thấy rõ để mà thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cho nên á là một khoan nào hỏi lại cái đấy nhé. Thì đó, trong dịch lý đó thì nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hay là thái cực sinh lượng nghi, nhất là thái cực á, thái cực sinh lượng nghi sinh tư tưởng á, thì cũng đều nói giống nhau. Thì bên đầu Phật mình á, ví dụ như trong cái lý duyên khởi á, là nếu như mình tròn vẹn rõ biết cái đang là, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đúng mức á, thì mình hoàn toàn tâm rộng lặng trong sáng nơi cái đang là, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ mình khởi sinh lên một cái ý muốn đi tìm một cái sự hoàn hảo nào đó chẳng hạn, thì lúc đó đó tức là mình không thấy được cái sự hoàn hảo đang là. Nếu thấy được cái sự hoàn hảo đang là đó thì mình không cần khởi sinh ra cái sự tìm kiếm nào nữa. Nhưng mà bởi vì mình không thấy sự hoàn hảo đang là cho nên mình khởi lên ý muốn tìm kiếm, thì cái không thấy cái sự hoàn hảo đang là đó gọi là vô minh, và khởi lên một cái ý tìm kiếm đó là gọi là ái dục đó. Mà khi ái dục á, thì nó sẽ khi có một cái ý khởi lên rồi á, thì nó tạo ra danh sắc rồi tạo ra lục nhập đó.
lục nhập rồi sinh ra ái thụ hữu sinh lão tử sầu bi khổ ưu não, tức là cũng vậy, tức là từ một cái chỗ mình không sáng suốt rõ biết, không tròn vẹn rõ biết cái đang là, mình khởi lên một cái muốn biết, muốn đạt được một cái gì đó, thì nó liền tạo ra cả một cái vòng luân hồi sinh tử. Đó. Thì cái đó nó cũng là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nên tuy là cái cách nói diễn tả khác nhau, nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài nói cụ thể vào cái thái độ của con người. À, vì là giải quyết được cái khổ đau phiền não của con người, cho nên Ngài nói cái mà thập nhị nhân duyên á, là nói vào cái chỗ đâu là bất sinh mà đâu là sinh. Hệ sinh á, thì nó sẽ sinh ra, hay đã sinh á, thì nó sẽ sinh ra một cái chuỗi sinh lão tự sầu bi khổ ưu não. Đó. Cho nên á, Đức Phật Ngài mới nói là cái giáo pháp của Như Lai đó đơn giản chỉ là thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về lại cái không sinh không hữu không tác không thành, tức là bỏ đi cái tham vọng hoàn hảo theo ý mình để trở về với sự hoàn hảo của pháp đã sẵn có. Đó. Thành ra giống nhau thôi, nhưng mà Đức Phật là chú trọng vào cái chuyện bên kia thì nói cái gì cũng được, nói cả vật lý, cả sinh học, cả tâm lý gì đủ thứ, còn Đức Phật là Ngài chủ yếu là nói vào cái nghiệp. Đó. Cái nghiệp là một chuỗi động tác mà nó cứ tạo thành mạng, cái trùng trùng duyên khởi mạng. Còn nếu mà cái người mà bắt đầu biết thấy cái trùng trùng duyên khởi đó nó vô ích, nó chỉ là ảo tượng, thì người đó mới bắt đầu trở về với sống tròn vẹn tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, à, tròn vẹn với cái pháp đang là. Dạ thưa thầy, thầy cho con hiểu đúng và sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa của câu con hãy lo chuyện của pháp, còn chuyện của con để pháp lo. Thì đó, lo chuyện của pháp tức là mình làm sao mình thấy được sự vận hành của pháp, tức là mình phải trở lại để mà quan sát lại cái thân thọ tông pháp nó vận hành như thế nào. Thân thọ tông pháp như thế nào thì đưa đến phiền não khổ đau, mà thân thọ tông pháp như thế nào thì đưa đến chấm dứt phiền não khổ đau. Chỉ có chừng đó thôi, đạo Phật là chỉ có chừng đó thôi. Đó. Cho nên á là cái gì? À, cho nên là mình chỉ lo một cái chuyện là quan sát để thấy được sự vận hành của pháp. Còn pháp vận hành như thế nào đó là chuyện, đó là chuyện của pháp không phải chuyện của mình. Nhưng mà mình là đi xen vào cái chuyện của pháp. Do đó thầy mới nói là bạn ngã đó là thứ nhất là bạn ngã là cướp công pháp. Cướp công pháp. Tức là con người mình á, nó vận hành từ khi mình mới sinh ra cho đến khi chết á, đều là sự vận hành của pháp cả, nhưng mà mình cho là mình, nhưng mà thực ra đó là toàn là một sự vận hành của pháp cả. Rồi mình tự cho là mình nhờ mình thế này, mình nhờ mình thế kia cho nên được cái này, được cái nọ. Trên thực tế đó không phải, tất cả những cái đó đều là sự vận hành của pháp cả. Cho nên á, nếu mà mình cho là mình á, thì là gọi là cướp công pháp. Rồi thứ hai là ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp tức là pháp đó thì vận hành như vậy mà mình cho là của mình. Đó. Ví dụ như mình nói là trái tim là của tôi, là ăn trộm pháp rồi đó.
cái tay là của tôi là ăn trộm pháp đó. Bởi vì cái tay nó sinh ra nó đã như vậy rồi, nó tự vận hành như vậy, chứ đâu phải mình làm cái tay ra đâu. Cho nên mình đều ăn trộm pháp. Thôi bây giờ người ta sẽ cãi lại, người ta nói là nhưng mà tôi tạo ra được một con robot. Con robot đó nó tay là tôi tạo ra, đầu óc tôi tạo ra, tất cả mọi cái đều tôi tạo ra. Thì như vậy con robot là tôi tạo ra chứ đâu phải là pháp tạo ra. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại, vậy thì anh lấy cái gì mà anh lấy cái gì mà anh tạo ra con robot đó? Tất cả những cái yếu tố mà tạo ra con robot đó là anh không tạo ra được, mà nó là đã có trong thiên nhiên hết. Đó. Ví dụ như là cái radar thì nó cũng học từ cái con dơi. Cái con dơi này nó đã có cái radar, của nó rất là bén nhạy, thì người ta học từ cái đó để người ta làm. Thì cũng là từ thiên nhiên hết. Tất cả mọi cái định luật đều từ thiên nhiên cả. Cho nên bây giờ khoa học á, cũng phải học thiên nhiên. À, chứ không phải là khoa học tự tạo ra cái định luật này, tạo ra định luật khác. Mà phải học những cái định luật đó từ trong thiên nhiên. Đó. Mà cái gì này nữa. Thì đó, bây giờ còn cái chuyện mà thí dụ như mình trồng một cái cây hoa thì mình chỉ lo là chăm sóc để cho cái cây hoa nó sống thôi, chứ còn cái cây hoa nó sống như thế nào á là chuyện nó của nó, chuyện đó không phải của mình. Không thể nào mà một cây hoa cúc mà là mình thành biến nó thành hoa hồng được, mà hoa cúc là nó có cái sự vận hành của hoa cúc đó. Bây giờ một người nông dân chẳng hạn, họ phải quan sát có thử mùa này mưa lũ, mà nếu mà bây giờ mưa lũ như vậy mà mình đem gieo hạt xuống thì nó trôi hết. Cho nên là phải học cái sự vận hành của pháp. Đó. Còn khi mình học để mình biết rằng là cái mùa này thì nên trồng cái gì, mùa kia thì nên trồng cái gì, lúc nào thì trồng được, lúc nào trồng không được, thì cái đó là đang học bài học của pháp. Đó. Tức là lo việc của pháp là mình lo học bài học của pháp. Còn cái việc của mình á, việc của mình tức là những cái mà mình muốn như thế nào đó, thì thực ra là cái đó nó lại là sự vận hành của pháp rồi. Thì cho nên mình nói rằng là mình, hay là nói một cách khác cho dễ hiểu á, là mình cứ lo sống đúng tốt. Còn chuyện mình được cái gì á là cái chuyện đó là cái chuyện vận hành theo nhân quả của pháp. Đó. Mình không cần phải nói là mình làm cái này để mình được cái kia gì cả, mà tự nhiên mình làm đúng thì nó sẽ ra tốt thôi. Nên cái câu đó rất là hay, tức là nếu mình cứ bây giờ mình giải thích thì nói không hết, nhưng mà mình cứ chiêm nghiệm thực á thì mình sẽ thấy rất là rõ. Hết thì kính thưa sư ông, con pháp danh là Tâm Như, con muốn chia sẻ cái pháp mà nó xảy ra cho con. Thì con từ nhỏ là con theo đạo Bắc Tông. Tới chừng năm 93 thì có duyên lành là con cùng người bạn, tại nhà con gần ở chùa Kỳ Viên đó sư ông, thì có một cuộc lễ lớn.
khi mà con nghe họ tụng cái câu là dân hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi nhưng sẽ úa xào, tấm thân tứ đại khởi sao điêu tàn, thì tự dưng con khóc, nước mắt con khóc như mưa luôn. Đó là một lần. Thì lần thứ hai, thì từ năm 93 tới nay là con theo đạo Nam Tông luôn. Nhưng mà tới lần thứ hai là năm 2014 con có đi sang Ấn Độ. Thì hàng ngày lễ Phật á, thì cũng tượng Phật bằng xi măng như vậy. Thì con vẫn tán dương ơn Đức Phật. Nhưng mà khi sang Ấn Độ, sao tự dưng con tán dương ơn Đức Phật á, thì con cũng lại khóc giống như lần đầu. Khóc như mưa luôn. Mà con không kiềm chế được. Và lần thứ ba đó thì cách đây con đi chùa Nam Tông cũng lâu rồi và con cũng biết cái sư ông rất nhiều, nhưng mà con không có nghe pháp của ngài là do là một số bạn đạo á nói là ngài thuyết á thiên về Bắc Tông với lại về Khổng Tử vậy đó, thành ra cái ngã chấp của con làm như con không có duyên, cái con không nghe pháp của ngài. Xong rồi cách đây khoảng 5-6 năm á, thì tình cờ trong đang lúc làm việc á, con cũng vô YouTube con mở lên nghe pháp. Thì tình cờ sao mở lên một cái bài là 10 sợi dây rối buộc của ngài thuyết. Thì con nghe, sao lại rồi con khóc, con lại khóc, nước mắt con nó tuôn là như mưa luôn. Mà con cũng không kiềm chế được. Con nói ồ sao lạ quá, sao cái trạng thái tâm của mình như này, đúng là khi mà con nghe cái lời của ngài dạy á, nó khác lắm, nó vi diệu như thế nào đó mà con không biết được, mà con không kèm được cái trạng thái tâm của con. Vậy thì con kính bạch sư ông á, là cái dòng trạng thái của con ba lần kỳ lạ mà nó giống như vậy á, thì là có phải là do con tu tập bị kém cho nên con có những cái khóc như vậy là do cái là tâm sân hay sao không sư ông? Và cái thứ ý thứ nhất, cái ý thứ hai á là khi mà con nghe pháp của ngài, thật sự là con không còn nghe được của ai nữa hết á, nhưng mà cái thời gian đầu con nghe pháp của ngài á thì có rơi vào một cái một giai đoạn là con gặp nghịch cảnh nó xảy ra cho con liên tục luôn. Thì con vẫn nghe pháp của ngài, nhưng mà tự dưng lúc đó tâm con có khởi lên là con sợ nghe pháp của ngài. Cái lúc đó con lại sợ nghe pháp của ngài, tại vì con không hiểu là mình nghe pháp của ngài tự dưng giống như là chư thiên thử lòng mình hay gì, mà thật sự con yếu lắm, con nói thôi không nghe pháp của ngài nữa. Nhưng mà cũng may thay là chắc là con có được cái pháp mà dễ dạy, thì con cũng biết là sư ông là một vị minh sư, cho nên ngài dạy sao con chiếu theo đúng, con làm y như vậy. Tức là mình thư giãn, buông xả, mình nhẹ nhàng, mình nhìn cái tâm mình thôi. Ví dụ như nghịch cảnh tới hoặc là ai du quan mình hay ai gì ai chửi mình á, thì mình cứ việc nhìn cái tâm mình thôi. Cái tim mình sân thì mình vẫn cứ sân, tức là giận thì mình vẫn cứ giận, nhưng mà mình theo dõi nè, cái mặt mình nó nóng lên nè, cái tim mình nó nhồi như thế nào á, thì cái tự nhiên con vẫn cứ giống như là con lì và cái pháp mà dễ dạy á, con cứ nghe pháp của sư ông rồi cái từ từ cái nó nhẹ ra, giống như là con lướt qua tới bây giờ. Thì con kính bạch sư ông cho con xin ý kiến là có phải là pháp đến ứng để dạy cho con là do con thiếu cái pháp nhẫn nại, thiếu pháp từ bi thế nào đó, vậy có hai ý là xin sư ông chia sẻ con ạ. Con kính lãnh đại sư ông. Trong cái sự vận hành của pháp thì đạo tự có nói một cái định luật, có nêu ra được một cái định luật rất là hay, đó là tộn hữu dư bộ bất túc, tức là cái xa pháp mà vận hành đó luôn là để bớt đi cái mà mình dư thừa và thêm cho mình cái mình thiếu. Ví dụ như mình thiếu nhẫn nại thì tự nhiên là sẽ pháp đưa đến để giúp cho mình nhẫn nại. Đó, mình thiếu từ bi thì nói pháp sẽ đưa đến cho mình từ bi. Thì cái sự vận hành của pháp đó đến một lúc nào đó mà mình cứ chánh niệm tỉnh giác chiêm nghiệm kỹ đó, mình sẽ thấy nó rất là chính xác. Cho nên có nhiều người nói khi họ gặp một cái chuyện gì đó
cái họ họ mở ra một cái trên YouTube là họ nghe thầy thuyết bài pháp đúng cái mà họ đang cần ví dụ vậy. Hoặc là thậm chí đó có một cái chị Phật tử ở ngoài ngoài Bắc á, hồi đó đi ra miền Bắc là cũng còn khó khăn lắm, thì chị mới có được một cái cuốn thư thầy trò hồi đó là cuốn mà bây giờ gọi là tuyển tập thư thầy đó, thì có một cuốn. Rồi khi có một cái việc gì khó khăn á, chị không có dám hỏi thầy, mà chị mới lấy cái cuốn đó, mà chị để cái bàn cuốn đó trên bàn thờ á, chị mới lấy cuốn đó chị lật ra một cái trang, thì nó ra đúng cái câu trả lời cho chị, vấn đề của chị ấy. Nhiều người nói như vậy thì mình mới thấy rằng là đúng là cái này pháp vận hành rất là vi diệu. Còn cái mà mình đi cái bốn chỗ đồng tâm á, cho nên người ta dùng, tại sao người ta gọi là bốn cạnh đồng tâm. Bốn cạnh đồng tâm là người nào mà khi đến cái chỗ, mấy cái chỗ đồng tâm đó đều khóc hết á. Thầy cũng vậy thôi. Nhưng mà có người thì khóc chỗ này, người khóc chỗ khác. Lúc đó thầy đi đến chùa Kỳ Viên á. Đến chùa Kỳ Viên á, thì nơi đó có một cái cây bồ đề. Mà theo truyền thuyết á, là cây bồ đề đó là chiết từ cái cây bồ đề ở tại bồ đề đạo tràng á. Mà cái cây bồ đề của bồ đề đạo tràng hiện nay á, cũng là một cây chiết ra thôi, chứ không phải là cái cây hồi thời Đức Phật. Cái cây hồi thời Đức Phật á, thì bây giờ là chiết là qua ở bên chùa Kỳ Viên á, cây đó là cây gốc của thời Đức Phật. Và cái cây mà ở bên Tích Lan á, cây đó mới là cây gốc của thời Đức Phật. Bởi vì chiết từ cái cây bồ đề đạo tràng á. Nhưng mà cái cây ở bồ đề đạo tràng á thì bị ngoài đạo nó phá hủy. Cho nên phải đem lại cái cây từ Tích Lan trở về lại để mà trồng. Cho nên là khi mà thầy đến cái chỗ chùa Kỳ Viên á, mà tới định lễ tụng kinh cái cây bồ đề đó, thì tự nhiên thầy cũng khóc sướt mướt luôn. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là thế này, hồi đó là thầy bị đau cái khớp xương gì đó, đi nó rất là đau. Thì khi mà thầy tới định lễ đó mà khóc một trận rồi kìa, mà tự nhiên đi được, đi dễ dàng là đó. Thành á, cái này á, người ta gọi là không phải là phải đúng, nói là khóc là sân là không đúng, khóc không phải là sân, mà khóc là cảm động, mình dùng từ cảm động là đúng. Khi mình nghe một cái lời pháp, mình nghe hay hoặc là mình thấy một cái gì đó mà cái cảm động là thiền, chứ không phải cảm động là bất thiền. Cái cảm động là cảm động trước một cái như mình, như thầy đi nước ngoài hay là thầy đi giảng, rất nhiều người gặp thầy là khóc sướt mướt. Hỏi sao khóc? Họ nói con nghe pháp thầy như là người mà sinh con lại lần thứ hai, con là đau khổ quá rồi mà thầy cứu con rồi mà con bây giờ con sống rất là bình yên. Đại khái vậy. Mà con không ngờ là gặp thầy ở đây, bởi vì ở bên Canada, cái tự nhiên mình tới Canada, cái nghe nói về ở xa lắm, Canada nó rộng lắm, bay rất là xa mới đến cái khóc sướt mướt là bởi vì cảm động thôi, chứ đâu có sân được. Đó đâu phải sân, mà đó là cảm động. Cho nên mới nói là mấy cái cách mà Đức Phật đạt sinh thành đạo và nhập nước bàn rồi đó, những cái cách đó gọi là cách đồng tâm. Đồng tâm là ai đến đó nó cũng xúc động, nhưng mà cái xúc động
không phải là cái xúc động này rất là tốt. Có những cái xúc động rất tốt. Thầy cũng vậy. Thầy cũng giống như con vậy đó. Tức là đầu tiên khi thầy vô làm giới tử thì đi theo ngài Giới Nghiêm. Mình là giới tử cho nên là mình đi theo kiểu hầu hạ vậy thôi, chứ không phải là mình chư tăng, cho nên không phải là trong chư tăng. Thì đi đến một cái chùa ở thôn quê. Cái chùa đó họ mời trai tăng. Bây giờ mời thôn quê, mà đến khi họ trai tăng á, ba chư tăng mới đọc cái bài kinh. Bài kinh mà các con đường nước đầy đủ như là xong một đợt gì đó. Mà tự nhiên đọc cái bài kinh đó cái là thầy nghe sao thầy tự nhiên xúc động quá quá rất luôn. À, thì những cái xúc động đó nó rất là cần thiết, mà người ta còn có một cái từ gọi là cảm ứng đạo giao. Người ta còn có một cái từ là cái từ cảm ứng đạo giao, tức là mình cảm nhận được một cái đạo, cảm nhận được cái đạo. Thì thầy thấy là rất nhiều người có những cái xúc động đó, và thầy đã những xúc động đó là rất tốt. Xúc động đó có thể là nó biến chuyển được cái cùng người của mình đó. Đó rồi bây giờ mình nghỉ 10 phút rồi trở lại.